Vào hồi 1 giờ sáng ngày 6 tháng 3 tại huyện Simacai đã xảy ra một trận dông lốc gây thiệt hại cho nhiều hộ gia đình. Trong đó bị thiệt hại nặng nhất là 11 hộ dân tại xã Bản Bế bị gió lốc làm hư hỏng mái nhà, một nhà bị tốc mái hoàn toàn, tài sản trong nhà bị hư hỏng khá nặng. Ngay sau khi xảy ra dông lốc, chính quyền xã đã huy động các lực lượng tại chỗ cùng với bà con nhân dân ứng cứu, hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại, sơ tán người già, trẻ em, tài sản đến nơi an toàn và khẩn trương khắc phục hậu quả. Theo ước tính của Ủy ban nhân dân xã Bản Mế, chỉ tính riêng thiệt hại về nhà cửa là khoảng trên 70 triệu đồng. Hiện nay, cấp ủy chính quyền xã đang cùng với bà con tiếp tục khắc phục hậu quả, đồng thời thống kê thiệt hại về hoa màu để có phương án giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân sớm ổn định cuộc sống.